Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần Communication, phần giao tiếp. Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tình huống giao tiếp rất là thực tế, là nói về sở thích của mình với các bạn nhé. Trước khi đi vào phần đó, chúng ta sẽ cần listen and read the dialogue below. Mình sẽ cần phải đọc cái phần hội thoại phía dưới để lát nữa chúng ta sẽ có những cái cấu trúc giúp cho các em có thể đi miêu tả sở thích của mình như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái hội thoại này luôn nào. Do you like reading books? Sau động từ like hay là những cái động từ chỉ việc mình thích hay là mình ghét cái gì đó thì các em nhớ là chúng ta sẽ cần dùng dạng verb ing ở đằng sau. Do you like cộng với cả verb ing? Nếu có thì các em có thể trả lời như bạn là Yes, I do hoặc là Yes, very much nếu mà em cực thích cái việc đọc sách nhé. Especially books about science. Và sau đó thì mình có thể giới thiệu thêm xem là mình thích cái này nhưng mà thích cụ thể là cái gì. Especially books about science nghĩa là đặc biệt là các cái quyển sách về khoa học này. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có một cấu trúc câu hỏi thứ hai. What about paintings? Thế còn vẽ tranh thì sao? Do you like it? Chỗ này các em nhớ nối âm một chút nhé. Chúng ta sẽ nối cái âm K ở phía trước với âm I ở phía sau. Chúng ta sẽ đọc là like it, like it. Do you like it? Bạn có thích nó hay không? Trong trường hợp mình không thích thì mình sẽ trả lời là No, I don't. Hoặc các em có thể trả lời rõ ra là I'm not interested in art. Tức là tôi thì không hứng thú lắm với cả là nghệ thuật. Ngoài cấu trúc là I like, I enjoy, I love thì các em cũng sẽ có một cấu trúc là to be interested in something. Tức là mình thích cái gì nhá. Các em đọc lại từ này nào. Interested. Interested. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái cấu trúc này vào phần giao tiếp với các bạn cùng lớp như sau. Các em sẽ có một số câu hỏi để tự hỏi bản thân mình cũng như là hỏi các bạn cùng lớp. Các câu này lần lượt là How much free time do you have a day? Tức là bạn có bao nhiêu free time, thời gian rảnh trong vòng một ngày. Câu thứ hai là What do you like doing every day? Bạn thích làm gì hàng ngày? Câu này thì là khá là quen rồi đúng không các em? Câu số 3 What do you not like doing? Bạn không thích làm gì? Và câu cuối cùng What do you love doing in the summer? Hoặc là What do you love doing in the winter? Cái phần này thì các em sẽ suy nghĩ một chút về cái câu trả lời của mình nhé. Và sau đó thì cô sẽ hướng dẫn mình ứng dụng các cái câu trả lời đó vào việc là mình tạo thành các cái câu trả lời hoàn chỉnh. Ở đây thì các em có thể nốt lại câu trả lời ngắn gọn của mình ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần tiếp theo là cái phần đối thoại. Xem là mình sẽ hình thành cấu trúc câu như thế nào cho nó đúng về ngữ pháp nhé. Như ở trên đây thì cô sẽ có một cấu trúc gợi ý cho các em để mình đi trả lời các câu hỏi sau. Các em có thể ghi vào cấu trúc câu và thay bằng cái câu trả lời của riêng mình nhé. Với câu đầu tiên, How much free time do you have a day? Mỗi ngày thì bạn có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi thì cấu trúc của chúng ta sẽ là I have 2 hours of free time a day. Tương tự với các em, nếu mà mình có 3 hay là 4 thì mình sẽ thay vào đây nhé. Tôi có bao nhiêu thời gian rảnh mỗi ngày này? Câu số 2, What do you like doing every day? Bạn thích làm gì mỗi ngày? Các em nhớ là khi mà chúng ta áp dụng là tôi thích làm gì đó thì sau I like cộng với cả là verb ing này. I like reading books and listening to music every day. Tức là tôi thì thích đọc sách và nghe nhạc mỗi ngày. Ở đây chúng ta thấy động từ reading và listening đều đang ở dạng verb ing tại vì nó đi theo cái từ là từ like em ạ. Ngoài ra thì cái việc nghe nhạc á, chúng ta không chỉ đơn thuần mình dịch là nghe và nhạc mà chúng ta cần dùng cái giới từ ở giữa là listening to music em ạ. Mình nhớ cái phần đấy nhá. Câu số 3, What do you not like doing? Thì các em có thể dùng là I don't like something này hoặc là I hate something cũng được. Ở đây ví dụ cô thì là không thích chơi game lắm thì cô có thể nói là I don't like playing computer games. Tương tự thì ta thấy playing lại để dạng verb ing rồi. Và câu cuối cùng, What do you love doing in the summer? Ví dụ là mùa hè trước này, in the summer trước. Thì tương tự chúng ta cũng có thể nói I love swimming and jogging in the summer. Ngược lại, đối với mùa đông thì sao? What do you love doing in the winter? Các em thích làm gì vào mùa đông nhỉ? Ví dụ, cô có câu trả lời là I love sleeping and doing yoga in the winter. Tôi thích ngủ này và tập yoga vào mùa đông chẳng hạn. Thế còn các em thì sao? Mình sẽ dựa vào các cấu trúc này để mình tạo thành câu trả lời cho riêng mình. Sẽ là sở thích của các em như thế nào nhé? Tương tự thì các em cũng sẽ áp dụng các cái câu hỏi này để đi hỏi các bạn cùng lớp. Và chúng ta xem câu trả lời của bạn như thế nào rồi mình ghi vào cái cột ở bên này nhé. Vậy là qua bài học này thì chúng ta đã được hướng dẫn về một tình huống giao tiếp rất là cơ bản. Đó là nói về sở thích của chúng ta.
Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh Ngữ Jim nhé. See you soon!